À, đây là tiệm kem Tràng Tiền nhá. Con ơi, chào các bạn đây con. Đây, đứng kem Tràng Tiền. Đây, ở nhà để chào mọi người đi nào. Đây. Ngày xưa nhà mình đi ăn ở đây suốt nhỉ. Bây giờ đi chọn kem đi. Nhà mình ăn chọn kem. Ba đứa vào. Đi, mẹ thấy hay không? Đây đường như châu Âu chưa? Rồi, em. À, cả nhà mình đi. Đây. Chọn tiền. Đi ăn kem gì bảo đây con lấy. À, hai đứa ăn kem gì nào? Rồi em. Con ăn kem quê, ăn kem quế. Kem quê nhá, kem quê đi. Ông ăn nhớ quê. Ông quế hay gì ạ? Con ăn kem quê cho giống người Hà Nội, Hà Nội ăn kem quê à? Nhưng mà con ăn cái gì? Không phải ốc quế. Cốm. Con ăn cốm. Con ăn cốm, cốm ngon lắm. Tôi muốn được cái cốm trước mẹ. Ăn cốm. Có mấy là 1, 2, 3, 4, 5, mấy là 1, 3, 4, 5, 6, 7 cái cốm. 7 cái cốm. 7 cái cốm trước đi. Ăn hết lại lấy tiếp. Lấy cho cháu nào. Con ăn kem cốm à? Sô-cô-la, mẹ ăn sô-cô-la. Con ăn cái gì con nói? À, thế đổi ra một cái sô-cô-la. À, sô-cô-la, hai sô-cô-la. À, hai sô-cô-la nhé. Ốc quế này là nhà quê. Một phần. Quê ăn quê, ăn hết ốc quế đi. Ừ, quê ăn sô-cô-la kìa. Cái này ấy kìa? Ừ. Rồi, con ăn cái này. Con ăn sô-cô-la đi. Đấy, này, mọi người ơi, chào đi. Cho mình một cái sữa dừa. Đi ra đường đi. Thôi, cho anh nghe tính tiền đi. Rồi. Con gái yêu ơi. Con gái yêu ơi, thích không? Đang kem này. Đấy. Đi ra đây, ra đây. Hai đứa ra đây. Đây. Vui ha. Đi bộ ấy, bộ chơi đi. Bộ chơi. Đi bộ nào, đi bộ, đi bộ. Đi bộ lên trên này ăn kem nữa này. Trên này có quán này. Ok. Sao như kìa? Kìa. Chưa mọi người đi. Thôi. Mọi người ơi, đi di chuyển đi. Con tay bẩn mà lưng dài đôi cục nè. Em mua đất không? Con bẩn này thích cây to lắm này. Nhưng mà con này nó có to không đâu em? Con đi là con ơi. Bạn nào? Bạn nào? Bạn nào? Bạn nào? Bạn nào? Bạn nào? Bạn Đi bộ. Ừ, đi bộ của con. Đi ra bà đây ở muôn đây. Rồi có chỗ ngồi đi. Nhưng mà bác đâu rồi? Đây à. Chính phủ coi hai đứa nhỏ. Ồ, có chính phủ. Giao cho chính phủ coi hai đứa nhỏ.
hồi bé á, bố đưa con lên trên ăn kem suốt nhỉ. Mà ăn xong ấy, thì ăn kem ấy. Xong ấy, mà cái que là người ta vứt đi, có người nhặt lại nhỉ. Ngày xưa hồi nhặt khó khăn mà. Đúng. Bằng tuần hết mà nó nhặt que. Đấy. Dài vậy luôn hả? Không, ngày xưa que nó dài hơn này. Dài hơn. Dài hơn này. Như tròn. Cầm giấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Là chính phủ thôi, còn có hai cái dây vào trong con ghi. Thôi về nhà vẽ. Sau đấy mẹ đã nghe các cô nói. Bóng làm vẽ được mà. Bóng vẽ xấu á. Ông bê cho con mấy cân màu con vẽ. Còn màu có ốc ấy. Màu có học đại học ấy. Ủa nhiều màu đẹp lắm. Đấy ông thấy không? Đấy. Mới bắt đầu mua với cô. Ăn đi. Vào ngồi đi. Kem này là kem Boriga chị ạ, kem kia kem Tràng Tiền. Nhưng kem Tràng Tiền bây giờ nó xuống cấp rồi, nó bán 7 chủ rồi. Trước là bọn em vào đây ngồi đi này. À, đi đâu, nhưng mà đi đâu ăn đấy. Đi đâu ăn đấy. Đúng rồi, đi đâu ăn đấy thì được. Ô tô là nó đang kia. Kem phản đá. Kéo thêm một cái sô-cô-la. Chỗ ngồi mà, trong này nhà cháu có chỗ ngồi. Lấy cho mỗi người vậy ạ. Mỗi người một cái đi chị. Ăn cái này, ăn sô-cô-la đi, ăn Dani ngon lắm, ăn thử mà xem chị. Thôi ăn em, rồi em sô-cô-la đi. Hai này. Hai, rồi, ai ăn lấy tiếp nhá. Ăn đi đã, con cứ ăn xong để đó chỗ ngồi. Sao mình ơi? Lần trước là cô bán cái hiệu sách bên kia cầm sao đây ngồi và ăn vào đấy. Thẳng vào trong ạ. À? 2 giờ đúng chị? Vào 2 đấy. Ai lấy cho em tính như vậy. Đây vào đây con ơi. Vào trong đi. Anh đưa cháu về. Vào trong thôi. Có giấy ấy mà. 1.000 một tờ giấy mất ở đây, cũng vào trong cái rửa tay nó mất tớ một cái kem. Vâng. Đây có một cái kem này nó đỡ mỏi chân cho ta. Phải 2 giấy. Không lên. Xe của em.
ngồi. Ngồi đi. Mèo con ơi. Con ơi. Đưa bà ra bà lấy cái lửa. Thôi không. Con thích kem này. Thích kem này, kem ngon lắm. Cái kem con đi lấy cho chị bác. Đấy. Này, kem chẳng tiền cũng ngon lắm. Đúng không? Kem tiền cũng ngon mà. Nhưng mà người ta nói cái này ngon hơn. Đấy là người ta nói thôi. Vấn đề do mình ăn mà. Ngon lắm. Ngon lắm. Con thấy chẳng tiền. Ăn kêu anh em nhảy ăn. Không ăn thử. Ngon lắm. Ừ, ngon lắm. Ừ, con ngon lắm. Ăn thử đi, mẹ ăn đi. Mẹ lấy đi. Nó bảo ba ly ngon hơn. Mẹ lấy đi, con đặt rồi đấy. Mẹ, anh ăn thử. Bà lấy cái này, đưa bà lấy ba ly cho con. Ừ. Đây là cái ba ly. Cái kem này nó thiệt, nó có mịn quá là ngọt. Con ăn cái kem này chắc. Cái này ngon hơn đâu? Đây ngon hơn chưa? Bà lấy cho con cái này. Lấy đây, lấy đây. Cười nặng quá. Không tới rồi. Cà phê. Đi thẳng lên trên kia nè. Cà phê. Không biết điều nè. Cà phê đấy. Nhầm được ăn rồi đó. Đến mất khổ khờ. Nhầm. Đến mất khổ khờ. Mali. Bọn đi ăn gì rồi? Mali, bọn không thích Mali. Thế lấy sô-cô-la nhá. Sô-cô-la đi. Cứ cái gì đen đen trắng trắng. Mali đi. Sao kêu là Mali? Đổi, mới ra đổi được mà. Ra lấy hai ba hai sô-cô-la, ông ba hai cái gì? Ba đúng rồi. Hai hộp bốn. Hai sô-cô-la. Tay vào sờ bình mẹ. Em lại nhớ lên. Tôi nó phải là sản phẩm con. Bà đi đi đến nhà cửa nhà bà cứ bảo như vậy. Ăn chết quá. Này, bà này giống nhau. Một kem ốc quế ba không ăn chung, không ăn chung. Không, không ăn chung. Vậy là mấy người ăn kem ba đi. Thôi nhẹ quá, một cái kem ba đi. Không, không ăn chung. Nhà thơ ăn đi, nhà thơ mời ra đây, chắc chắn hết phải ngon rồi. Thế bây giờ nhà thơ ăn đi nào. Thế con có lấy sô-cô-la không để bà đổi sô-cô-la? Không phải đâu, con cứ ăn hai cái, mỗi cái con ăn nửa thì vẫn là một cái. Đổi lấy cái sữa dừa nhá. Đây là vali. Đây vali đây. Cứ một cái con ăn một cái nửa trên, còn một cái con ăn nửa dưới thì con vẫn bị thanh toán một cái. Thế mấy cái đen nhỉ? Bốn cái đen đúng không? Bảy cái tất cả. Bốn đen ba trắng. Bốn đen ba trắng. Đúng rồi. Bốn đen ba trắng. 7 cái thôi, 7 cái. 17 cái, 4 đen 3 trắng. Tức là làm tính tiền hay là tính tiền, tính tiền. Có 70.000 không? Ok. 10.000 một cây. À ok. Tính tiền một con trắng đúng rồi.